cho anh lên cho anh Việt Bình Dương. Vâng, em chào anh. Sáng nay Diêu Vy có xem cái phiên tòa sơ thẩm của Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội, sơ thẩm về cái vụ án Nguyễn Thị Tâm kiện Chủ tịch quận Hà Đông thành phố Hà Nội về việc cưỡng chế thu hồi đất đai của nhà bà ở Dương Nội. Đấy. Mà trước khi Dương Vy vào cái câu hỏi ở cái tiêu đề vì sao dân oan Dương Nội Nguyễn Thị Tâm làm loạn tại phiên tòa sơ thẩm tại Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội, thì Dương Vy sẽ chỉ trích một số cán bộ tại Dương Nội cũng như tại quận Hà Đông. Bởi vì sao? Bởi vì những người cán bộ ở đấy không thực chất để đối thoại với người dân, từ đối thoại không có một cách khách quan đấy, cho nên trở thành đối đầu mới có cái dân oan Dương Nội từ năm 2015 đến nay, cuối năm 2014, với là vào 22 tháng 12 năm 2014 cho đến nay á. Không riêng gì dân oan Dương Nội mà dân oan tham ở nhiều nơi, từ dân oan trở thành dân tham ở nhiều nơi lũ lượt kéo đến thành phố Hà Nội tại trụ sở tiếp công dân số 1 Ngô Thị Nhậm thành phố Hà Nội, để làm sao để loạn hết cả khu tiếp dân của Trung ương Đảng. Như vậy ấy, thì do lỗi do đâu? Dương Vy hỏi lỗi do đâu? Lỗi do là cán bộ địa phương tắc trách trong cái việc thu hồi đền bù giải tỏa giải phóng mặt bằng này nhá. Bởi vì sao? Bởi vì các ông, các bà làm việc nó thiếu khách quan, người ta không hiểu về pháp luật thì các ông, các bà phải tư vấn cho người ta rõ. Nhưng ngược lại, các ông cứ vận động này, vận động nọ, đưa các khối ban ngành đoàn thể xuống để vận động người ta. Nhưng những người đó thì có biết gì về cái luật của đất đai không? Về luật hội đồng nhân dân của thành phố không? Xin thưa rằng chắc chắn là không. Tại sao các ông các bà không cho người ở trong cái hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng đó xuống đối thoại, xong đưa cái nghị quyết của hội đồng nhân dân các cấp đến với người dân nhá. Chính vì vậy ấy, rất là nhiều dân oan tham người ta đã khiếu nại tố cáo. Dân oan thật thì có rất ít, nhưng dân tham nó lợi dụng vào cái kẽ hở này này, trục lợi, nó mua bán đất đai xong là sổ đỏ các thứ, đi đêm với địa chính của địa phương. Hôm nay á, Dương Vy rất là bức xúc khi để cho Nguyễn Thị Tâm này này quy chụp luôn cả hệ thống tư pháp của Việt Nam, mà đấy là một phiên tòa sơ thẩm. Từ phiên tòa sơ thẩm đến phúc thẩm xong đến tòa án nhân dân tối cao, khi nào tòa án nhân dân tối cao làm việc không đúng theo trình tự thủ tục của pháp luật, theo yêu cầu của đương sự, thì lúc đấy bà Nguyễn Thị Tâm mới vu khống được cái hệ thống pháp luật, hệ thống tòa án. Nhưng mà ngược lại, những gì Nguyễn Thị Tâm hôm nay làm tại phiên tòa, Dương Vy và nhiều người rất là bức xúc, thậm chí những người cầm cân nảy mực chánh án tòa án nhân dân người ta cũng bức xúc. Bởi vì sao? Bởi vì sau khi kết thúc phiên tòa, chánh án tòa án có trách nhiệm xem lại cái toàn bộ quá trình thẩm vấn xét xử cái vụ án ở trong cái băng ghi hình tại trong hội trường đó. Mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc năm 2017 cũng đã nói rồi, dân ở địa phương nào kéo xuống Hà Nội để biểu tình, để kêu oan sai thì
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố phải có trách nhiệm đưa họ về giải quyết một cách ổn thỏa, thấu đáo. Riêng hôm nay tại phiên tòa xét xử thì bà Nguyễn Thị Tâm kiện ông Vũ Ngọc Phụng là chủ tịch Ủy ban nhân quận Hà Đông, nhưng đại diện bên Ủy ban nhân quận Hà Đông không có ai. Cái điều đó khẳng định rằng Ủy ban nhân dân quận Hà Đông xấu hổ trước bà Nguyễn Thị Tâm. Đấy là theo những cái dư luận của bọn xuyên tạc viên nó nói như vậy. Còn đối với Dương Vy, như vậy là ông và chính quyền tại quận Hà Đông không thực chất muốn đối thoại với người dân thông qua hệ thống tòa án. Cho nên bà Nguyễn Thị Tâm mới làm loạn là điều thứ nhất tại phiên tòa. Điều thứ hai, sơ hở của phiên tòa là để cho bà Nguyễn Thị Tâm live stream trực tiếp để cho những kẻ ở ngoài người ta kích động thông qua live stream đó. Bà Nguyễn Thị Tâm làm loạn ngay tại trong phiên tòa xét xử. Mà vị luật sư bào chữa cho đương sự, cho bà Nguyễn Thị Tâm á, ngồi ở đó, mà quyền nghĩa vụ của luật sư là gì? Bào chữa, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho bà Nguyễn Thị Tâm. Nhưng mà ngược lại, vị luật sư của bà Nguyễn Thị Tâm này cũng là một kẻ bù nhìn. Bởi sao? Bởi vì Dương Vy á, theo dõi cái live stream đó và nghe đi nghe lại phân tích rất là nhiều. Dương Vy khẳng định rằng chính quyền địa phương của các huyện, của các quận huyện á, không làm đúng hoàn toàn. Nhưng người dân đừng có kích động thái quá. Những kẻ là lãnh đạo ở các địa phương, cán bộ các địa phương á, phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước tòa án. Nhưng mà tòa án chả biết có mời cái người bị kiện này không, mà vắng mặt tại phiên tòa. Đấy là thiếu sự tôn trọng. Cho dù lý do gì ông cử đại diện, thí dụ giải phóng mặt bằng có hội đồng đền bù đúng không, thì ông đưa những người đó đứng đầu chịu trách nhiệm đến đó để làm việc trực tiếp. Những cái quyết định của các ông chủ tịch ký này là tham mưu từ hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng ở xã Đồng Tâm, xã Dương Nội. Riêng chủ tịch các quận huyện của các ủy ban nhân dân phường xã không hoàn toàn đúng, nhưng người ta sai do những người tham mưu về chuyên ngành ấy, người ta tham mưu không đúng hoặc cố tình làm sai để cho chủ tịch người ta ký những cái quyết định có khả năng sai. Nhưng mà đối với việc bà Tâm á, tại tòa án live stream vu khống là ông Vũ Trọng Phụng này đã đút lót viện kiểm sát chánh án tòa án, viện kiểm sát thẩm phán tòa án, cái điều đó đã vi phạm vào điều 8 của luật an ninh mạng. Vu khống bịa đặt người ta trước phiên tòa thông qua không gian mạng, đó là cái live stream. Dương Vy là một người nông dân bình thường, nhưng mà Dương Vy cần sự công bằng. Ở đây nếu bà Tâm đúng, Dương Vy nói là đúng,
còn sai là nói sai, kể cả tòa án cũng vậy, kể cả cái ông Vũ Ngọc Phụng cũng vậy. Bởi vì tiếng nói của những người nông dân như chúng tôi á, chỉ thông qua được cái không gian mạng và thông qua được hệ thống tòa án, mà tòa án là nơi cầm cân nảy mực. Nhưng mà ngược lại, bà Tâm đã không tin tưởng tòa án. Thông qua cái video, thông qua cái live stream của bà á, cái nickname là Tâm Dương Nội, đòi cái khoản 2 điều 8 hiến pháp là đòi giám sát cả tòa án. Lúc nào cũng lôi hiến pháp ra. Dương Vi mở cái live stream này, bây giờ ở trên màn hình rất là ít người xem thôi, nhưng mà những cái kẻ dân chủ cuội đang lấp ló ở ngoài diễn đàn nghe, tại sao không vào đây? Bởi vì Dương Vi cũng hẹn hôm nay có hơn 1.000 người xem trong cái live stream của Tâm Dương Nội. Thậm chí kể cả bà Tâm vào xem cũng được, Dương Vi sẵn sàng đối chất. Đấy, ngay cả cái xã Phú Lương của quận Hà Đông hôm nay á cũng lên cái kênh CHTV của Dũng Vova để kiện ông Vũ Trọng Phụng về việc đập phá cái cầu, phá cổng làng của xã Phú Lương. Xong là để cho bọn chúng lợi dụng vào những cái hình ảnh không hay, không tốt đẹp để chụp ảnh hay là đưa lên các trang mạng xã hội xuyên tạc. Như vậy ấy, các ông tạo điều kiện cho những người dân từ dân bình thường trở thành dân oan, mà ở đằng sau những dân oan thật đó có những kẻ oan tham. Nó kích động, nó vu khống, nó bịa đặt, nó bôi nhọ cả một hệ thống tư pháp, bôi nhọ đảng, nhà nước. Lỗi tại ai? Lỗi tại do các ông là lãnh đạo của các cơ quan địa phương này này, cụ thể là chủ tịch ủy ban phường, xã phường, huyện, quận, mà không chỉ gì ở Dương Nội mà ở cả thành phố Hồ Chí Minh cũng có rất là nhiều. Tôi nói luôn cho mấy cái ông quan chức địa phương này nói gió này này, nước có thể nâng được thuyền mà cũng có thể lật được thuyền. Các ông đang đương chức đương quyền cũng vì người dân, người ta đồng ý đưa cho các ông lên, mà các ông làm không tốt thì thông qua những cái buổi họp, những cái kỳ họp hội đồng nhân dân các cấp, người ta có quyền phế truất các ông. Lát nữa anh sẽ nói về bà Nguyễn Thị Tâm sau Nguyễn Ngọc Lan ạ, cứ yên tâm. Nhưng mà trước tiên anh phải nói một số quan tham ô tham nhũng kéo bè kết cánh này đó. Bởi vì cái đám quan tham địa phương này này là sâu mọt của xã hội, làm lung lay nền tảng của chế độ. Chính vì thế cái đám này anh phải nói trước, bởi vì không có đám này á, bọn chúng không có cơ hội để xuyên tạc, để phỉ nhổ, phỉ báng lên quốc kỳ, quốc huy của hệ thống tư pháp Việt Nam. Cụ thể là hôm nay bà Nguyễn Thị Tâm làm live stream mà em cũng theo dõi rồi đấy. Tất cả những cái
hành động của các ông là quan chức, là quan phụ mẫu của địa phương. Lời đi, lời ăn, tiếng nói, bước đi của các ông đều được người dân người ta chú ý. Người ta lấy đấy để làm gương để học tập. Mà ngược lại, các ông tự đánh mất đi cái giá trị của các ông. Tôi chửi đúng này á, chúng ai thì chúng, chúng ông quan nào thì chúng, không chúng thì kệ, không chúng thì các ông cứ nghe, còn chúng thì các ông học và học tập và rút kinh nghiệm. Bởi vì Đảng, Nhà nước đào tạo ra các ông để các ông chăm lo cho đời sống nhân dân của chúng tôi, chứ không phải để cho suốt ngày có dân oan, dân tham kéo lên thành phố Hà Nội, kéo lên thủ đô để làm loạn cả trung tâm, làm mất hình ảnh của đất nước Việt Nam đi. Những dân oan chuyên nghiệp ấy, dân oan tham chuyên nghiệp ấy, thì Dương Vy không nói làm gì. Nhưng dân oan thật sự, các ông giải quyết thấu đáo chưa? Người ta đòi hỏi cái quyền lợi chính đáng người ta, các ông đáp ứng được cái nhu cầu kia chưa? Như vậy, cái cơ chế mà Đảng, Nhà nước người ta sinh ra là trực tiếp đối thoại với người dân, thì các ông đã làm triệt để chưa? Làm hết khả năng của mình chưa? Hay là các ông nhăm nhăm vào những kẻ mà nịnh thần ấy, sau là ký những cái văn bản, toàn những cái văn bản bệnh, số đó để người dân người ta phản đối. Bởi vì cái hệ thống luật pháp Việt Nam bây giờ được công khai, người ta lên Google người ta search, thậm chí người ta đến tư vấn luật sư. Đến hỏi luật sư tư vấn cho. Các ông đừng có cả vú lấp miệng em. Lúc nãy tôi nói là nước có thể nâng được thuyền mà cũng có thể lật được thuyền. Chế độ này muốn được vững chắc thì các ông phải dựa vào dân, dựa vào những người nông dân, cái quyền chính đáng của người ta để mà giải quyết một cách thấu tình đạt lý. Các ông biết tại sao không? Những bí thư đảng ủy, các xã, phường, các chính trị viên người ta biết rõ cái âm mưu thủ đoạn của những kẻ dân oan tham và những kẻ kích động chống phá Đảng, Nhà nước thông qua gì? Thông qua đất đai là số 1. Thứ hai là về môi trường. Thứ ba về các điều khoản luật của nhà nước đang sửa đổi để làm sao kích động, lôi kéo người dân. Đó là các thế lực thù địch ở hải ngoại, nó thực hiện cái âm mưu diễn biến hòa bình thông qua những cái việc này. Mà các chính trị viên, các bí thư đảng ủy, người ta biết rõ điều này đấy. Tại sao một số ông không ngăn chặn kịp thời những cái việc này đi, để đến lúc nó kéo dài, nó trở thành điểm nóng thì làm bức xúc dư luận. Đồng thời từ bức xúc dư luận đó thì người ta sẽ đánh giá cả một hệ thống lãnh đạo của nhà nước nó không ra gì cả. Bây giờ tôi quay trở lại vụ việc bà Nguyễn Thị Tâm. Hôm nay á, đúng vào ngày 25 tháng 7 2019 này, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm cái vụ án bà Nguyễn Thị Tâm kiện ông Vũ Ngọc Phụng là chủ tịch Ủy ban quận Hà Đông cưỡng chế thu hồi đất đai của nhà bà ấy trong tại Dương Nội.
Tại sao nhiều hộ, hơn 100 mấy chục hộ người ta chấp nhận, còn lại 20-30 hộ không chấp nhận? Theo dư luận, người ta nói là khu đó không thuộc diện quy hoạch là cái thứ nhất. Cái thứ hai, cái phương án đền bù không thỏa đáng, cái tiền đền bù ấy thì bà Nguyễn Thị Tâm này mới không lấy. Để công bằng mà nói ấy, đã ra tòa rồi thì bà Nguyễn Thị Tâm phải ngồi để lắng nghe tòa xử, xét xử đến khi tuyên án đàng hoàng thì bà mới có quyền kháng cáo. Trong lúc tranh luận có tình tiết mới, tòa án không đưa được bằng chứng thì nghỉ tạm hoãn phiên tòa, trong vòng 5 ngày sau xét xử lại. Tí Dương Vi sẽ đi vào chi tiết cái việc này. Đối với cái việc bà Nguyễn Thị Tâm này á, yêu cầu tòa án nhân dân đưa ra cái lấy cái phương án đền bù từ Ủy ban nhân dân thành phố Hà Đông ra trước tòa, nhưng mà cái đó là tình tiết mới. Nhưng mà trước đó thì quận Hà Đông á, ký quyết định đền bù, chủ tịch ủy ban chủ tịch ủy ban quận Hà Đông ký cái quyết định đền bù và giải phóng mặt bằng, thì bà Tâm nói là không có cái phương án đền bù, mà trước cái phương án đền bù ấy phải có phương án quy hoạch và giải tỏa. Phương án đền bù cái đó hôm nay ở trước tòa Dương Vi không thấy, đó là tình tiết mới. Dựa vào những cái yêu cầu bà Tâm thì tòa án có thể gọi điện hoặc cho tạm hoãn phiên tòa để điều tra, tiếp tục tìm ra những cái chứng cứ, những cái tình tiết mới. Đó là phương án đền bù như bà Tâm nói là quận Hà Đông. Nhưng mà cái phương án đền bù đấy không phải là riêng gì chủ tịch ủy ban nhân dân quận Hà Đông người ta giữ, mà ở đây là hội đồng đền bù nha. Hội đồng đền bù bao gồm địa chính, có các ban ngành đoàn thể, trong đó có cả hội đồng nhân dân, sau đó chủ tịch ký cái phương án đền bù này. Thì cái phương án đền bù này ở đâu bây giờ không thấy, thì bà yêu cầu tòa án đưa ra là chính đáng. Nhưng bà đã live stream trong tòa án, bà đòi quyền giám sát tòa án, thì bà đã không tôn trọng, đã không coi tòa án là cái cán cân nảy mực, là cán cân công lý. Mà tại sao trước lúc khai mạc phiên tòa bà không bàn bạc với thư ký phiên tòa hỏi xem người bị kiện có đến không? Mà trong quá trình xét xử một vụ án dân sự á, cái vụ án sơ thẩm dân sự này này, thì nó trải qua 6 quá trình nha.
Thứ nhất, chuẩn bị khai mạc phiên tòa. Trước lúc khai mạc phiên tòa, thư ký của tòa án phải tiến hành phổ biến nội quy của phiên tòa, mà không biết là bà đã được nghe chưa, bà ở trong phiên tòa đã cãi nha nhải. Chủ tọa thẩm phán phiên tòa nói một câu bà cãi 5-7 câu thông qua live stream. Lúc mà cái thư ký của phiên tòa thông báo thì có mặt đương sự và các bên có liên quan, ở đây người bị kiện, các bên có liên quan, có nghĩa là ông chủ tịch ủy ban nhân dân quận Hà Đông không có mặt thì bà yêu cầu không xét xử phiên tòa cũng được. Nhưng mà trải qua bao nhiêu bước đến lúc tranh luận, tranh tụng tại phiên tòa thì bà không nói gì cả nha. Bước 1 chuẩn bị khai mạc phiên tòa, đó là cái quyền của người thư ký. Bước 2 khai mạc phiên tòa. Bước 3 hỏi đương sự về thay đổi, bổ sung, rút yêu cầu hay không. Bước 4 công nhận sự thỏa thuận của các đương sự. Nhưng mà hôm nay thì chỉ mỗi một mình bà bên liên quan không có mặt. Bước 5 tranh tụng tại phiên tòa, nó cũng gồm 6 mục. Nó diễn ra 6 quá trình đấy. Bà Tâm hoặc là luật sư của bà Tâm trình bày bảo vệ cái quyền lợi ích hợp pháp của mình trước tại phiên tòa và hỏi tại phiên tòa là cái thứ hai. Thứ ba, cái hỏi đáp tại phiên tòa. Thứ ba là tranh luận tại phiên tòa. Cái thứ tư á, phát biểu của kiểm sát viên. Mà hôm nay bà cũng vu khống cho kiểm sát viên đi đêm với ông Vũ Trọng Phụng. Đấy. Thứ năm á, trở lại việc hỏi và tranh luận, có nghĩa là lúc này bà với ông Vũ Trọng Phụng, mà ông Vũ Trọng Phụng không có mặt là không tranh luận. Và cuối cùng á là phần thứ sáu, tạm ngừng phiên tòa để làm sao, để kết thúc một phiên tòa trước khi kết thúc là vào phần nghị án và tuyên án. Cái phần thứ 6 ở mục 5 này này, trả lời việc hỏi và tranh luận ấy, thì lúc này bên đương sự, bên bị kiện ấy, có nghĩa là ông chủ tịch quận Hà Đông không có mặt hay đại diện của quận Hà Đông không có mặt, thì bà có nghĩa vụ yêu cầu tòa án ngừng xét xử vụ án. Nhưng mà bà không yêu cầu, đến lúc vào phần nghị án thì bà mới bắt đầu làm sao, lấy lý do là viện kiểm sát, thẩm phán không khách quan, đi đêm, có nghĩa là ăn hối lộ của ông Vũ Trọng Phụng. Cái đó là bà vu khống, không có chứng cứ,
mà trong đó có cái camera của tòa án, người ta ghi lại lúc bà livestream những lời nói của bà là bằng chứng trước tòa, bà vu khống viện kiểm sát, đại diện viện kiểm sát vu khống thẩm phán, và bà yêu cầu đổi thẩm phán trong phiên tòa sau. Nhưng mà trước đó tại sao bà không yêu cầu ngừng? Đến lúc người ta nghị án và chuẩn bị tuyên án, bà mới bắt đầu làm loạn lên cả cái hội trường, cả hội đồng xét xử. Nếu là thật sự bà là một người công dân chấp hành tốt pháp luật thì bà đã không thực hiện live stream trong một cái cuộc xử án như thế, một cái vụ xét xử như thế. Nếu qua quá trình nghị án, tuyên án, tòa tuyên án xong cảm thấy bản án không hợp lý, không thích đáng thì bà có quyền kháng cáo trong vòng 15 ngày lên tòa án cấp cao hơn. Thậm chí bà có thể yêu cầu chánh án là thay đổi cả viện kiểm sát, cả thẩm phán. Nhưng bà đã không làm điều đó. Bà đã đi tắt về một cái quá trình xử án của một vụ xử án dân sự. Sau đó bà lợi dụng lúc live stream đã phê phán bôi nhọ cả một hệ thống tư pháp của Việt Nam. Tôi nói cho bà biết trước rằng nếu tòa sơ thẩm người ta làm cũng tốt thì bà có thể yêu cầu lên tòa án phúc thẩm, phúc thẩm 1, 2 cũng được, 3 cũng được, yêu cầu tòa án nhân dân tối cao người ta xử. Lúc tòa án nhân dân tối cao xử không thích đáng thì bà mới có quyền vu khống cả một hệ thống tư pháp luật pháp Việt Nam. Bà làm như vậy ấy, bà kích động người dân, kích động những cái thành phần phản động, mà hôm nay ở trong cái live stream bà hầu hết có mặt đầy đủ các thành phần phản động ở trong đó. Từ ba sọc Việt Tân Dân Chủ Quậy ở hải ngoại đến cái đám Dân Chủ Quậy ở trong nước. Đám Dân Chủ Quậy trong nước có những đám nào? Có đám Hiến Pháp, có đám Dân Chủ Quậy Bót, có đám Dân Chủ Quậy Chính Trị, và có những cái đài nó mang tính chất xuyên tạc như Tiếng Dân TV, CHTV, nó cũng theo dõi ở đó. Bà chưa chi đã đòi khởi kiện cái việc của nhà bà, cái đất đai của nhà bà liên quan đến quận Hà Đông lên tòa án quốc tế. Tòa án quốc tế nào mà về giải quyết cho bà? Bà được kêu gọi cái đám ba sọc, cái đám Việt Tân, cái đám kiền kiền ở hải ngoại nhúng tay vào giúp bà để kích động cái dân Dương Nội lên, hai mấy hộ này lên nữa, đúng không? Nếu bà tuân thủ pháp luật thì bà phải ghi nhớ rõ những cái nội quy trước khi tòa xét xử. Trong khi đó bà đã là người không chấp hành pháp luật, bà vào và đã livestream ở trong đó. Ngay cả em trai của bà đã bảo thôi chị ạ, chị đừng làm như vậy. Bà quát mắng em nó, bà nói bảo cậu biết cái gì, mày thì biết cái gì. Mà Dương Vy xin lỗi chị em phụ nữ nhé, nói chung á, đàn ông nông nổi giếng khơi, đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu, nhiều phụ nữ người ta thành đạt, người ta giỏi, cái đầu óc người ta có sỏi, nhưng
bà ấy, bà giỏi kìa, giỏi xuyên tạc. Cái đầu bà ấy, toàn chứa những cái thứ gì, đầu óc của bà ấy, toàn bá đạo phụ thôi. Trong quá trình livestream á, còn có rất là nhiều kẻ người ta kích động kêu bà con nhân dân, hỡi những người dân oan hãy xuống đường biểu tình lật đổ chế độ. Đấy là do bà livestream kích động. Trong đó có con Đặng Yến, tức là em của Sĩ Đăng á, nhà đó ngày trước giải tỏa đền bù nó không thỏa đáng, vẫn đi khiếu kiện khắp mọi nơi. Đó là những em của Sĩ Đăng. Có thời gian năm 2018 cũng vì bức xúc, vì khiếu kiện đất đai này, đòi thành lập đảng này đảng nọ, chống đối chính quyền địa phương. Những cái kẻ này á, nó lợi dụng vào cái hiến pháp, cái dân chủ nhân quyền quá trớn để làm sao, để kích động mọi người đòi quyền giám sát. Dương Vi nhắc lại, tòa án là nơi cầm cân nảy mực mà bà còn đòi thi hành cái hiến pháp khoản 2 điều 8 hiến pháp và quyền giám sát. Mà tòa án là gì? Tòa án là nơi đại diện cho cán cân công lý, đại diện cho hiến pháp và luật pháp Việt Nam. Riêng cái bà Nguyễn Thị Tâm này ấy, thì oan thì chắc chắn là có một số oan khúc mắc, cái đền bù không thỏa đáng, nhưng bà theo cái yêu cầu của bà ấy, tại sao tòa án lúc đó không cho dừng cái phần đó, có tình tiết mới để làm sao để điều tra xác minh rõ xem cái quận Hà Đông này có cái phương án đền bù không, có phương án giải tỏa không. Nếu mà các ông là lãnh đạo ở quận Hà Đông này làm sai thì tòa án yêu cầu viện kiểm sát ra lệnh để làm gì, làm mọi người biết rồi, hoặc là chuyển hồ sơ lên tòa án nhân dân cấp cao hơn để xử lý triệt để những cái kẻ mà tòa án cho là đã vi phạm pháp luật, đã đi đêm với một số kẻ có tiền để hại người dân này. Nhưng mà cái điều đấy hôm nay cũng không thực hiện ở tòa án. Nói chung kết luận rằng á, hôm nay bà Tâm livestream xuyên tạc về cả hệ thống tư pháp là bà sai. Sai ở chỗ nào? Bà vi phạm luật an ninh mạng, bà bôi nhọ danh dự cán bộ, bởi bà tòa lúc đó yêu cầu bà đưa ra bằng chứng, nhưng mà bà không đưa ra được cái bằng chứng là viện kiểm sát, đại diện viện kiểm sát và thẩm phán đi đêm, có nghĩa là nhận hối lộ đút lót của ông chủ tịch quận Hà Đông. Đó là cái sai của bà. Một cái sai nữa, sau khi kết thúc phiên tòa, bà ra ngoài cổng, bà lại tiếp tục livestream
chửi bới lăng nhục một số cán bộ, thậm chí những người đó người ta quay phim chụp ảnh để giám sát hành động của bất kỳ ai, hoặc là người ta là nhà báo phóng viên, bà chửi người ta, lăng mạ người ta, cái đó cũng là sai. Mà cái sai của tòa án là tòa án hôm nay không làm chủ được phiên tòa, là thẩm phán phiên tòa không làm chủ được. Vì sao? Vì cái bà luật sư đại diện cho thân chủ của mình ấy, cho bà Nguyễn Thị Tâm ấy, ngồi im mồm câm như hến. Đáng nhẽ thông qua vị luật sư này nhắc nhở cho bà Tâm biết bà Tâm là như thế nào, và luật sư bào chữa cho bà Nguyễn Thị Tâm ấy, có quyền nghĩa vụ và khẳng định quyền hợp pháp như thế nào cho bà Tâm biết, để bà Tâm bớt cái mồm đi. Mà cái nghiêm trọng hơn, có những cái tình tiết mới thì tòa án không cho ngừng và tìm kiếm củng cố thêm hồ sơ chứng cứ, xác minh xem cái gọi là cái phương án đền bù ấy, ở đâu. Mà cái phương án đền bù Dương Vy cũng nói luôn này này, cái phương án đền bù này là cũng là cái căn cứ cho tòa án để khẳng định bên bà Tâm sai hay là bên chính quyền quận Hà Đông sai. Trước khi đưa ra cái phương án đền bù này thì phải căn cứ vào luật đất đai, căn cứ vào nghị quyết Hội đồng Nhân dân của thành phố Hà Nội về đền bù đất đai, giá cả của từng khu vực, và thông qua các cuộc họp của Hội đồng Nhân dân cấp quận, thành phố đưa giá cả từng khu vực nó có hợp lý hay không. Cái phương án này, phương án đền bù này không có nha. Một cái nữa đó là cái phương án kế hoạch giải phóng mặt bằng nó cơ bản ban đầu cũng không thấy đưa ra. Nhưng mà cái việc này ấy, đáng nhẽ cái vị luật sư bào chữa cho bà Tâm này, bà Tâm không nói ra được thì bà Tâm cũng vị luật sư đại diện cho bà Tâm ấy, cũng phải đứng ra để bào chữa trước phiên tòa, để đòi hỏi quyền và cái lợi ích cho thân chủ. Nhưng mà vị luật sư này không làm được điều đó. Tôi thấy ở trong phiên tòa chỉ có việc bà Nguyễn Thị Tâm này với chủ tọa phiên tòa tranh luận, chất vấn lại, cãi nhau như ở chợ. Còn cái việc mà bà Tâm đòi cái quyền giám sát thì lúc có một anh công an người ta đến bảo chị không được live stream, không được quay phim ở trong này, thì bà Tâm nói rằng tôi thực hiện khoản 2 điều 8 hiến pháp là quyền giám sát, thì anh công an đó đã ngừng lại việc đó để cho bà ấy thực hiện cái quyền giám sát của bà nhá. Thì bà đừng có vu khống cho lực lượng công an với quân sự, quân đội đó. Còn bà vu khống cho cả một hệ thống tư pháp, luật pháp của Việt Nam là bà hôm nay đã vi phạm nghiêm trọng về luật an ninh mạng, để cho những kẻ phản động ở trong nước và
ở hải ngoại, người ta kích động và đưa cái tin này lên các bản tin chống phá nhà nước Việt Nam. Những người nào là oan, là sai thật sự thì chúng ta hãy làm việc đúng thủ tục, đúng trình tự. Nếu mà cán bộ ở địa phương đi đêm như vậy mà tòa án nhân dân cung cấp không giải quyết được, đề nghị cấp cao xử lý. Thậm chí các ông các bà nếu mà cảm thấy điều đó chưa thỏa đáng, mời cơ quan truyền thông báo chí chính thống vào cuộc. Cái này các ông các bà dựa vào những cái báo đài nhăng quậy, những cái trang thông tin phản động linh tinh để xuyên tạc chống phá nhà nước chính quyền, cái điều đó cũng là sai nhá. Tôi là người nông dân bình thường, nhưng mà tôi cảm thấy riêng cái phiên tòa hôm nay xét xử như vậy cũng bức xúc. Bức xúc vì sao? Thì tôi cũng đã nêu ra cái lý do đấy. Còn thêm cái phường Phú Lương này á, hôm nay lại đòi kiện ông Vũ Trọng Phụng. Như vậy không biết là ông Vũ Trọng Phụng này là người như thế nào, nhưng khi người dân đã lên tiếng như vậy, tôi đề nghị ông hoặc là những cấp nó có liên quan đến đất đai này này đến đối thoại trực tiếp với người dân, làm nào thấu tình đạt lý, đừng để cho người dân người ta bức xúc quá. Bức xúc như vậy khiến cho dư luận người ta có cái nhìn nhận không tốt đẹp về cơ quan tư pháp và hành pháp của nhà nước mình. Riêng hôm nay tôi xem cái live stream của CHTV của Dũng Cô Va nói xuyên tạc về các ông các bà lãnh đạo ở quận Hà Đông và cái phường Phú Lương này, nó xuyên tạc không ra gì cả. Xuyên tạc nói các ông không còn được, mà nói các ông động chạm đến cả quốc kỳ lẫn quốc huy lẫn cả cờ đảng. Các ông phải làm sao, các ông tự suy nghĩ lại, các ông phải làm sao thì người dân người ta mới lên tiếng đến mức độ như vậy, kéo lên số 1 Ngô Thị Nhập làm loạn lên như vậy. Không thì các ông các bà ở lãnh đạo ở quận Hà Đông, mà các ông các bà lãnh đạo ở các xã các huyện ở trên 63 tỉnh thành phố cũng phải xem vào đó, nó là một bài học cực kỳ sâu sắc và nó là một bài học rất là đắt giá. Nhiều lúc người dân đen, người ta nói là dân ngu cu đen, nó chả là gì cả, nhưng mà ngược lại á, cái ghế của các ông có ngồi được lâu hay không cũng từ những người dân ngu cu đen này một phần. Mà chế độ này nó ngày một phát triển hay là nó đi xuống cũng nhờ các ông một phần. Chính vì vậy ấy,
các ông, các bà hãy thực sự vì dân một chút. Người dân, nhiều người cũng vì miếng cơm manh áo mà người ta bảo vệ quyền lợi ích của người ta thôi. Tôi á cũng đã từng bị như nhiều người dân oan khác, nhưng tôi không làm như kiểu bà Nguyễn Thị Tâm này hay là một số dân oan tham khác. Tôi đến gặp lãnh đạo các cấp có thẩm quyền và giải quyết đầu tiên bằng đối thoại, trực tiếp đối thoại với những cấp có liên quan, nó hợp tình hợp lý hay không. Không hợp tình hợp lý, tôi tiếp tục đi đến nơi ban hành quy định ra cái văn bản đó và xem nó sai ở khâu nào, mình giải quyết ở khâu đó. Nếu không được, cần thấy cảm thích ra tòa thì ra tòa. Cái này các ông các bà một phát từ xã qua huyện, huyện cảm thấy 1-2 tháng không giải quyết được là các ông một phát vượt lên tận trung ương. Mà cái văn hóa ngôn từ của các vị dân chủ cuội ấy nói ra rất là kích động nhé, mang đầy tính chất hận thù kích động. Chúng ta không thể làm thế được. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, mà dưới hệ thống của hiến pháp, dưới hiến pháp ấy, còn có hệ thống của pháp luật, các văn bản quy phạm của pháp luật, các thông tư nghị định. Dưới các thông tư nghị định còn có nghị quyết của Hội đồng Nhân dân các cấp. Mà nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố, cụ thể ở Hà Nội, nó là cao. Để làm gì? Để giải quyết cái việc đền bù giải phóng mặt bằng, quy hoạch đô thị này. Có khi bà Tâm còn không xem cái nghị quyết Hội đồng Nhân dân thành phố vào cái thời điểm đó. Nhưng bây giờ việc mà cái đám dân chủ cuội với bà Tâm cũng đang thắc mắc là cái phương án đền bù năm 2015 đó không có, chả biết ở đâu. Tòa án nếu mà tiếp tục xử phải lấy được cái bản cái phương án đền bù đó ra trước phiên tòa. Đó là cái căn cứ để xác định cái mức đền bù như thế nào. Cái phương án làm đường làm sao, kế hoạch giải phóng, phương án đền bù nó có trong ở đấy tất đấy. Đó là nói về phần bà Tâm với việc tòa án này. Đấy, các vị dân chủ cuội đang lấp ló ở ngoài diễn đàn, nhảy vào đây đi. Đối với những người nông dân như Dương Vi ấy, không bênh vực bất kỳ bố con thằng nào hết, kể cả dân oan thật thì Dương Vi bảo là đó là oan thật, oan tham là oan tham. Như Lê Đình Kình ở xã Đồng Tâm ấy là oan tham. Dương Nội có một số hộ gia đình oan cũng tham. Còn về cái vụ việc của bà Nguyễn Thị Tâm khởi kiện
ông Vũ Ngọc Phụng này này đúng hay sai sau này tiếp tục bàn sau, nhưng mà đối với việc hôm nay làm hai bên đó, có cái bà chánh án tòa án nhân dân thành phố Hà Nội với bà Tâm, hai người cãi nhau tay đôi thông qua cái livestream, chả ra làm sao cả. Làm tôi nghe phân tích đi phân tích lại 3-4 lần đau hết cả tai. Mà thêm cái luật sư đại diện cho bà Nguyễn Thị Tâm ấy, cũng là một con vù nhìn nốt. Đáng nhẽ Dương Vy không làm cái livestream này đâu. Bởi vì cái livestream này á, nó là liên quan cơm áo gạo tiền của bà Tâm với là chính quyền của quận Hà Đông. Nhưng từ cái việc mà chính quyền quận Hà Đông với bà Tâm này này thông qua hệ thống tòa án này, hôm nay bà Tâm đã bôi nhọ cái hệ thống tư pháp của Việt Nam như vậy, nên Dương Vy cảm thấy rất là bức xúc. Dương Vy phải lên tiếng. Lên tiếng để làm sao? Để cho những người, người ta cảm thấy bất bình á, người ta đỡ tức. Mà quan á thì từ năm 2017 cho đến nay ấy, cũng phải nên biết rằng cái củi vào lò ấy đang được thúc đẩy đốt cực mạnh, chưa bao giờ nghỉ. Mới đây ngay cả Phó Thủ tướng còn bị khiển trách cơ mà, còn bị kiểm điểm kỷ luật cơ mà. Mà nhiều người ấy đã sai rồi thì không dám nhận sai, lại càng sai thêm, càng che đậy thì càng vi phạm, càng vi phạm thì càng dễ rời xa quần chúng nhân dân. Nói đi cũng phải nói lại, tuy rằng là con người cả với nhau thôi, nó không đúng được hoàn toàn, nhưng sai phải biết rút kinh nghiệm, biết sửa chữa cái sai phạm của mình, thì điều đó mới củng cố được cái niềm tin của nhân dân với chính quyền của địa phương, với đảng và nhà nước. Vâng, cái vụ ở Đồng Tâm là nó đúng như anh Lục Duy Nguyên, Nguyên Duy nói ấy. Cái vụ ở Đồng Tâm này nhá, cha con ông Kình á đã trục lợi bất chính từ rất là nhiều cái nguồn tiền khác nhau. Mà cái đất Đồng Tâm này là đất của quốc phòng, khi người ta chưa cần sử dụng đến, người ta để đấy thì mình tạm thời canh tác được thôi. Ngay cả nhà tôi ấy, nếu bây giờ chủ tịch ủy ban nhân huyện ký quyết định trưng dụng để sử dụng vào mục đích quốc phòng, tôi sẵn sàng ngay. Nhưng mà nó có thể có cái phương án
có kế hoạch, khổ Ngọc Anh này, bọn quan tham nó không chơi Facebook, nhưng mà cái đám kền kền, cái đám mà chân tay nó ấy, cũng chơi nhá, thậm chí ấy, vợ con bọn nó cũng chơi. Bọn nó nghe được hay không thì bọn nó nghe, không nghe được lên YouTube mà xem cũng được. Để cho cái lực lượng an ninh người ta phải suy nghĩ, phải đắn đo. Nếu bây giờ an ninh mạng nó thực thi cái luật an ninh mạng bắt và khởi tố bà Tâm, thì trong cái việc tranh tụng tại tòa án dân sự này nó chưa đạt kết quả, thì điều đó người ta vẫn cứ từ từ để bà Tâm thoải mái đã. Sau khi kết thúc cái vụ tranh chấp này thì người ta sẽ vào cuộc thông qua những cái live stream của bà ấy. Chào chị Phương Anh. Quan nhiều loại quan, quan tốt có, quan xấu có, quan lấp liếm có, quan ngu có, quan khôn có, Ngọc Anh nói thế lại sai rồi. Quan tham nó tùy từng mức mới xử được tử hình nhá. Luật pháp nó quy định rõ rồi. Nếu bắn chết hết quan tham thì chắc không ai dám làm quan nữa đâu. Chỉ có những người dân chất phát thật thà người ta dám đứng lên làm quan thôi. Nhưng mà đứng lên làm quan ấy, lại những người dân chất phát thật thà này này lại không hiểu biết về cái hệ thống pháp luật, thì từ đó cũng sẽ sai phạm, còn sai phạm nghiêm trọng hơn. Những vị quan nó tham, cực kỳ tham ấy, là những vị quan nó có đủ trình độ để lách luật, lợi dụng cái kẽ hở của pháp luật để nó kiếm trác ở bên ngoài, thậm chí nó đi đêm với cái như cái thành phần nó lợi dụng để đầu cơ trục lợi á. Nói chung về cái việc của bà Nguyễn Thị Tâm, Dương Vy nói đến đây là cũng đỡ bức xúc rồi. Nhưng ngược lại nhiều ông quan Dương Vy thấy còn bức xúc lắm, phải chửi tiếp cái đám quan này. Nhiều người ấy lên làm lãnh đạo xong lại lôi con cháu anh em dòng họ nội ngoại vào để làm ở chỗ này chỗ nọ, toàn là những nơi tốt nhưng mà năng lực không có, kỹ năng điều hành không.
Nhưng những người á, người ta được đào tạo, được học hành rất là bài bản, thậm chí rất là giỏi. Những người đó lại bị dìm, không được cân nhắc, không được làm việc, hoặc làm việc ở vị trí rất là thấp, nó không xứng tầm. Đó là những kẻ quan lãnh đạo địa phương, nó mang tính chất bè phái hội nhóm. Từ bè phái hội nhóm này nó thành lập ra những cái công ty ma, những cái công ty này công ty nọ hoặc công ty ma để trục lợi bất chính, để rửa tiền, để lợi ích nhóm. Từ đó làm suy giảm lòng tin của người dân với ngay chính quyền địa phương, thậm chí được cái bọn phản động nó kích động vào tại đảng. Nhưng đảng ra các nghị quyết người ta không làm thế, không bảo là cán bộ phải kéo bè kết cánh, không phải là lợi ích nhóm. Nhưng ngược lại, đó là một số cán bộ con sâu làm rầu nồi canh thôi. Nhưng lần lượt, Dương Vy tin rằng lần lượt thông qua việc đại hội đảng các cấp tới đây sẽ xử lý triệt để những cái thành phần đó, sẽ dần bị lộ ra. Cái kim trong bọc lâu ngày chắc chắn sẽ lòi ra đến đâu xử lý đến đó. Ngay quê hương Dương Vy không có thôi. Những người rất giỏi ấy, người ta muốn vào làm việc để xứng tầm, xứng năng lực của người ta, nhưng ngược lại không được làm. Cái điều đó là điều thiệt thòi, làm mất đi cơ hội của những người có đủ trí tài năng lực, có đạo đức. Ngọc Anh phải nói thế này: trên bảo dưới phải nghe, dưới không nghe toàn là một lũ quan tham ấy. Từ một lũ quan tham trở thành một lũ phản động, phản quốc, bởi vì đi ngược lại với ý đảng và lòng dân. Phải nói như vậy. Đấy. Những kẻ đó Dương Vy nói mãi rồi, là những kẻ sâu mọt, đục hại quốc khố của nhà nước, tài sản của quốc gia, là sâu mọt của đảng, của nhân dân, là phản động, phản quốc. Những kẻ đó cần phải tiêu diệt từ trong suy nghĩ của bọn chúng. Muốn tiêu diệt được những cái suy nghĩ tham ô tham nhũng kéo bè kết cánh này này thì phải đào tạo ra một cái thế hệ cán bộ có năng lực, có đạo đức, có trí tuệ hơn người như một số cán bộ bây giờ. Thậm chí luân chuyển, điều chuyển cán bộ từ địa phương này đến địa phương khác làm cán bộ chủ chốt để giám sát chéo lẫn nhau. Người dân á, người ta tin tưởng chỉ dựa vào cán bộ, có nghĩa là
chủ tịch ủy ban nhân dân xã, phường, huyện. Những người đó là quan phụ mẫu, là cha, là mẹ, là người trực tiếp cho con bú. Những người đó phải là người làm tốt những cái cơ chế chính sách để đảm bảo an sinh phúc lợi xã hội cho người ta. Nếu mà các ông á, không đặt cương vị của các ông vào người dân từng khu vực, từng địa phương, các ông ra văn bản này, văn bản nọ, ký quyết định này, ký quyết định kia, thì làm khổ người dân. Từ đó người dân người ta bức xúc. Bức xúc là khiếu kiện. Lâu ngày khiếu kiện tập thể đông người trở thành điểm nóng. Khi đã trở thành điểm nóng rồi thì tâm điểm dư luận người ta dồn vào đó. Mà lúc nãy ở đầu Dư Vi cũng nói rồi đấy, các thành phần phản động ở ngoài nước cấu kết với trong nước, nó lợi dụng vào những cái điểm nóng để kích động, xuyên tạc, chống phá chế độ đảng, nhà nước thông qua đất đai, môi trường, luật pháp, hệ thống tư pháp để làm sao? Âm mưu diễn biến hòa bình để thực hiện cái ý đồ bạo loạn lật đổ. Cái điều đó các ông biết rõ hơn ai hết mà, đúng không ạ? Như những người nông dân chúng tôi ấy, lên mạng này nói xa xả, chửi cái đám phản động cả ngày lẫn đêm, được cái gì? Mà ngược lại bị bọn phản động, bọn dân chủ quậy trong nước nó đòi đánh, đòi đập, đòi giết, đòi ba sạch chúng tôi. Mà các ông không bảo vệ những người nông dân chất phát thật thà kia đi, những cái vụ việc mà thanh tra của bộ này bộ kia, ngành này ngành nọ làm nó không tốt rồi, thì tòa án cần phải làm tốt hơn. Bởi vì tòa án và đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân là nơi mà những người dân người ta gửi gắm lòng tin vào đó để xử lý những kẻ đương chức đương quyền hoặc là nghỉ hưu, vẫn phải xử lý. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói rồi, đối với việc chống tham ô tham nhũng á, không có vùng cấm. Quan chức cấp cao, cấp thấp xử lý tốt. Xử lý vi phạm đâu xử lý đó. Xử lý xong công khai trước báo chí, trước nhân dân, để củng cố lòng tin của nhân dân đối với đảng, với chính quyền, với cả hệ thống tư pháp. Nguyễn Hoàng Dương Vi làm cái live stream này, nếu mà bên YouTube, kênh Giải Độc Chính Trị cắt đưa lên YouTube được thì càng tốt, không được thì Dương Vi vẫn để ở trên Facebook này, ai muốn vào xem thì xem, ai nghe thì nghe. Các quan á, người ta không chui vào đây nghe đâu, người ta chỉ ngồi ngoài nghe thôi, nó lấp liếm ở ngoài diễn đàn á. Bởi vì Dương Vi biết ở trong Facebook Dương Vi rất là nhiều cán bộ người ta theo dõi. Ngọc Anh ạ, à, không hoàn toàn như vậy đâu. Nhiều vị quan chức nhà lầu xe hơi thì cũng do tham ô tham nhũng một phần, nhưng mà nhiều người ấy, người ta cũng làm kinh tế. Thậm chí một số cán bộ mà ngay ở địa phương Dương Vi đâu, nhiều cán bộ
cắm sổ đỏ, cắm sổ lương để làm sao xây nhà, mua xe, thậm chí hết giờ làm việc về chạy chở gạch, chạy taxi đấy. Không nên quy chụp toàn bộ cán bộ, chỉ có những cán bộ nào tham ô tham nhũng mà không thấy làm gì, không thấy kinh doanh gì, không buôn bán gì, mà hội nhóm nhiều, tiền nhiều, cái đấy là có dấu hiệu tham ô tham nhũng nhé. Con chào chủ tịch. Những quan tham ấy, thì nó sống ở trên những đồng tiền xương máu của nhân dân, nó đục khoét ngân khố của quốc gia, của nhà nước, thì bọn chúng ăn cũng không ngon, ngủ cũng không yên đâu Ngọc Anh ạ. Bởi vì á, lương tâm của người ta cắn rứt, đời con đời cháu của người ta sống cũng chẳng ra gì. Bởi vì cái đó là cái quả báo, cái nhân quả về sau. Dương Vi chứng kiến rất là nhiều những cái trường hợp như vậy. Nhiều ông á, lãnh đạo rất là to, con cái phá hoại, thậm chí nhà hai con trai đều nghiện ma túy và chết, bố mẹ là quan chức nhà nước, bởi vì nhiều tiền quá, không có thời gian để quản lý con cái, không giáo dục con cái nơi chốn, ăn chơi nhậu nhẹt, nhiều người chết vì HIV/AIDS, nhiều người tai nạn chết, toàn là con cái, con không ấy cháu cũng đi vào những con đường tội lỗi vi phạm pháp luật hết. Cái nhân quả là nó ở chỗ đấy. Đất 1963 nếu mà có bằng chứng thứ đầy đủ hết thì mình căn cứ vào cái luật đất đai năm 1992, bìa đỏ bìa điếc á, xong mới đây 2009 hay sao ấy, luật đất đai lại sửa đổi, thì mình đang ở trên đó hoặc đang canh tác, dựa vào đó vẫn kiện được, vẫn xử lý được. Dương Vi kết thúc cái diễn đàn ở đây đây.